người ta đấy. Cái gì vậy? Thanh xin chào mấy bạn. Hôm nay mình đã được đi Vũng Tàu, nhưng mà đi Vũng Tàu nhiều quá nên là mình đi từ thứ sáu nên là tới Vũng Tàu thì hôm nay là thứ bảy nha các bạn nhỉ. A few moments later. Xin chào mấy bạn. Hôm nay mình có một chuyến đi Vũng Tàu selfie cho mấy bạn xem. Thì hôm nay các anh hai nè, Lisa nè, mẹ Thi, ba Hiển, mình nè, rất là nhiều người luôn nè mấy bạn nhé, cổ vũ nhà mình nha, bye bye. Tiên ta đang tìm tiền, anh mình mãi coi ai bán được đó mà mấy bạn. Anh Kobe mình cứ mãi coi ai bán không hà. Anh Bi mình hư lắm. Mấy bạn vô xem đây nè. Mọi người ơi, nãy giờ Bi coi ai bắt mới được có một phút. Do ba mẹ đi chấm thi nên bây giờ Bi phải ngồi đi Bi coi ai bắt mới được có một phút. Mọi người đứng tin nha, nè nó xả đó mọi người. Mọi người ơi, anh đã nói là anh đã không coi ai bắt nhưng mà đây. Cái gì đây? Bi, anh chỉnh mạng đúng không nè. Anh tắt bây giờ. Xin chào mọi người. Ngày hôm nay Thi đang có mặt ở tại Vũng Tàu. Như mọi người đã thấy là suốt một tuần vừa qua Thi đã có mặt tại Vũng Tàu. Ngày nào cũng từ 8 giờ sáng có mặt tại sàn thi đấu và kết thúc là 7 giờ tối. Sau đó thì rất là mệt, chỉ về nhà được có nửa ngày là thăm em bé. Bây giờ Thi đã lại đưa cả gia đình xuống đây. Mọi người biết Thi làm gì không? Hôm nay mới là ngày chống thi. Những ngày trước đó là những ngày tập huấn cho trọng tài và huấn luyện viên. Thi đã làm xong phần việc kết nối của mình để hỗ trợ tất cả các anh chị em hành nghề có thêm được những kiến thức mới. Còn ngày hôm nay thì sẽ bắt đầu là ngày Thi tham gia chấm thi cho giải Cúp Câu lạc bộ Toàn quốc. Thì đây là một cái giải mà cạnh tranh về các câu lạc bộ. Câu lạc bộ nào sẽ là câu lạc bộ mạnh nhất và có nhiều vận động viên giỏi nhất so với toàn quốc, chứ không phải là giải mà so kè về vô địch trẻ hay là vô địch quốc gia. Thì bây giờ cũng đang là một buổi rất là sáng sớm. Thi đã dậy và mọi người thấy sao ạ? Đây là trang phục chấm thi của Thi ngày hôm nay. Còn mình thì đã bắt đầu bận rộn như thế này, chuẩn bị như thế này và mình xác định là sẽ có một ngày rất dài cho đến tận tối mịt là mình mới được nghỉ. Và bây giờ sẽ bắt đầu cân não để biết là sẽ chấm ai được nhất được nhì đây, câu lạc bộ nào sẽ nhất. Còn mọi người hãy nhìn sang bên đây, những người ở nhà người ta thảnh thơi ra sao. Đó, mọi người nhìn nhá. Kìa, cô Vi, Anna. Dạ. Đó, thấy ơi, thấy thảnh thơi chưa? Mọi người thấy thảnh thơi chưa? Dạ, giống như kiểu ôi đừng làm phiền con. Đấy, nhà mình vậy đó. À, lát nữa xuống xem ông xã mình đang làm gì nhá. Có khi là rất chill ở quán cà phê đấy mọi người. Bye bye. Còn đây là một nhân vật. Nhân vật này là nhân vật quan trọng nhất. Cần đi vào lòng ôm một xíu thôi là ngồi bứt đầu bứt tóc á. Tưởng là đầu tóc rối bời, tưởng là gọi là stress làm việc nhiều lắm, nhưng mà bứt đầu bứt tóc là bởi vì rất thư thái. Lâu thế.
đợi một tiếng đồng hồ. Ao, ao. Sao bình thường anh bứt thế mà? Nhưng mà em bứt nó chồng xuống. Chồng mình nó cứ bứt cái kiểu nó có xoắn vặn thế này này. Tóc tôi quăng tự nhiên nha. Đợi một tiếng đồng hồ ngồi nắng đó mọi người. Thì cái số tài xế chán thì cái số tài xế. Chồng mình lúc nào cũng sống trong một cái máy lạnh, tức là điều hòa, với cái nhiệt độ là 16 độ, tức là lạnh nhất luôn. Như mọi người đã hiểu vì sao chứ, bởi vì lúc nào mặc thế này thì đương nhiên bật 16 độ đây rồi. Đây là fan denim. Không hiểu. Cà phê. Chị Thi không hiểu fan denim là cái gì luôn. Đây là phong cách đàn ông bụi bặm. Bụi bặm. Đó. Còn mẹ thì thanh lịch quá. Trông chồng mình như cái bang. Trông chồng mình như cái bang. Như cái bang. Thấy chồng bụi bặm. Ủa hôm nay mẹ đi chấm, ba đi làm tài xế thì ba phải mặc đúng phong cách của ba chứ, đúng không mọi người? Cái này này, cái cục này này là không có ôm được nha. Mỗi một lần mà ôm vào nó cấn nó đau bụng kinh khủng á. Sao là cái ví này không chả thấy sướng gì cả, mình ôm vào cái nó cứa vào ấy. Sao không quay ít à? Này, mặc cái gì mà mồ hôi nó sờn nó bụi lên cả da như này. Thôi, mình bỏ qua cái chủ đề này đi. Mình bỏ qua cái chủ đề này đi, mọi người buồn quá. Ủa anh dẫn em, anh chở em đi bằng gì vậy? Xe hơi. Nghĩ sao cho vợ đi bộ. Mình cũng đang có thiên đà lập nghiệp nghĩa. Ủa vợ, anh mặc như vậy là sai cái bang đó vậy? Thì bụi bặm tức là cái bang đó. Người ta đàn ông thì... tức là châu Âu thì người ta gọi là bụi bặm, chứ châu Á người ta dịch là cái bang là đúng được cái gì đó, tức là rách á. Nhưng mà đàn ông thì như vậy thôi chứ. Chứ em muốn sao nữa? Em muốn lúc, anh sống sao? Em muốn anh sống tử tế. Lúc nào anh đóng suốt thì mở sao anh đi đâu cũng nghiêm túc quá. Rồi anh mặc đồ bụi bặm thì em lại chế. Vậy em muốn anh mặc kiểu gì vợ? Không mặc gì hết. Không mặc gì hết cũng được, nhưng mà chỉ dành cho em thôi. Chứ làm sao mà anh show cho thiên hạ xem được. Mặc dù biết là nội thất thì ai cũng giống như ai rồi đó. Ờ, nói tóm lại là bây giờ đồ kiểu hiệu quá thì anh không có tiền anh mặc mua. Nói tóm lại là anh chỉ được mặc những cái đồ gì mà vợ cấp tiền ra mua thôi. Ôi nhưng mà vợ mua cho anh hả? Nó bóng bẩy quá, không được. Đi ra đường thu hút người khác không được, không được. Mình mặc cái đồ mà không thu hút người khác để người ta chê không. Đâu, em mua cho anh rồi, em để đúng rồi đó, make in chị Thi rồi đó. Ôi không được, không được, em mua cho anh nó bóng lắm. Anh biết thế nào là bóng? Nó unisex. We've been driving around, singing songs way too loud because we wanna. Till it bends because we wanna. We wanna. Yeah, we just wanna have fun. The trunk's full of wine. We're gonna stay up, have the time of our lives. The night is young. Don't need anybody else. We came to party all night long. Mình vừa mới được nghỉ trưa mọi người ạ. Mình chỉ có 45 phút thôi. Bây giờ phải tranh thủ ăn. Mà đấy, cái công cụ mình khổ không? Đáng nghĩa là mình có thể được vào ăn cùng với đồng nghiệp. Nhưng mà bây giờ phải về lo cho đàn con, Nani này, em bé này và anh xã nữa. Nhà đúng là đông người. Đi nha. Đi xa lần đầu tiên được đi ra một cái quán ăn ở ngoài. Đòi mẹ là sẽ tặng Kubi 3 bộ Lego City mà sản xuất tại Đan Mạch. Đó là lý do mà ba Hiển, nếu mọi người để ý là ba Hiển đã hứa
khi mà Kubi đạt giải vô địch thế giới lần thứ 2 tại Ý. Đó, Ba Hiển có hứa là sẽ thay vì cho đi chơi thì sẽ được mua bộ Lego City. Được hạng nhất, Ba mua 3 bộ Lego nha. Nhưng mà thực ra là Ba Hiển đã bù đắp 2 chuyến đi chơi tại Vũng Tàu rồi. Bây giờ về sẽ mua bộ Lego City mà thực sự mẹ không biết nó sản xuất tại đâu. Mẹ cũng không biết là trong đó có gì. Thì mẹ hỏi là trong đó có gì thì Kubi bảo là trong đó có hình thành phố. Nói chung có mọi người mình hứa thì mình hứa vậy thôi, chứ mẹ thì là người chi tiền. Mẹ thì là người chi tiền. Mẹ thì là người chi tiền. Cái gì? I'm okay, I'm fine. Kinchana, Kinchana, ding 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 ding. 6 vụ cho một cái bộ Lego nhân 3. Lương tháng của mẹ mấy tháng rồi? Biết đòi thiệt á, biết đòi thiệt luôn á. Mình có 15 phút, mọi người thấy không? Ăn còn chưa được hết một bát cơm. Bây giờ phải đi vào chấm thi thôi. Ôm em bé xíu cho đỡ ghiền. Nhớ quá à. Nhớ Lisa quá Lisa. Ô, mẹ thương, mẹ thương, mẹ thương. Kìa, mẹ đi chấm thi đây. Thương lắm à. Bây giờ mấy bạn đi ngủ đi, ở chiều cho đi bơi nhá, chiều cho đi tắm biển. Xong rồi. Rồi nếu còn thời gian, ba sẽ cho đi đi làm gốm. Đi, đi làm gốm, ba đi ngủ hả? Mẹ nó đi chấm thi mọi người. Giao ba, ba sẽ quản. Không biết gà trống chăm con nó sẽ như thế nào đây. Hơi vất vả, hơi vất vả. Không sao đâu, cũng một bằng ăn ở phim ôm cái máy á. One hour later. Cả nhà mình mới vừa chưa dậy xong mọi người, mặt nó hơi kiểu đau buồn tóc rối quá. Anh Na mới dậy, còn là Kubi thì chưa, vẫn còn đang ngáy khò khò. Bi ơi. Bây giờ đi học rồi. Đâu? Cái thứ hai rồi. Bé. Chạy đi học á. Nhà anh coi trẻ giờ đi học nè. Đi không? Thưa chú nhận mà. Hôm nay thứ hai mà. Đâu có. Đang buổi chiều mà. Ôi, gọi dậy đi học một kỳ cục vậy. Đi học không? Đi học không? Dạ không ấy, mình đi bơi đi. Vậy đi bơi biển nha. Đi, vậy đi bơi. Bơi học bơi. Bơi biển. Không bơi được, bà nói là không bơi mà. Bực lắm rồi mọi người. Cục này bực lắm rồi, ngoài thấy không? Ủa? Anh chứ dậy đi, dậy rồi thì rồi đi bơi nè. Không thôi trễ, không thôi trễ giờ ra với mẹ đó. Mấy tuổi rồi mà còn nhõng nhẽo nữa. Na sợ đồ bơi đi. Bây giờ mình sẽ bơi. Bây giờ mình đi bơi. Trời ơi. Chậm chậm nắng hả? Tôi nói bạn đó. Kể. Mọi người ơi, bạn biết sao mà có một lần đi bơi là da mình vẫn trắng không? Mà chỉ có đúng một đợt mình da đen thôi. Bây giờ bắt đầu nó quên em kia chống nắng. Nhưng mà bây giờ mới nhớ là phải về kia chống nắng nè mọi người. Còn ba mình đi bơi không có bôi kia chống nắng nên là da ba mình mới đen mọi người. Em gì vậy? Thiệt mà ba không bao giờ bôi kia chống nắng đâu. Quá đáng. Thiệt mà, các bạn chứ con biết. Biết vì sao ba đen không? Dạ. Tại vì ba nhường hết sự trắng trẻo cho Kubi đấy. Biết chưa? Dạ. Ừ. Cái Na thì chỉ được Na dùng cho ba cái sự trắng của Na thôi. Đâu rồi kìa. Mỗi người truyền cho nhau một cái sự trắng.
Lisa, Lisa bà lắng nghe nè. Lisa ơi, Lisa, hôm nay bà cho con đi bơi nhá. À, bơi hồ người lớn nha, hồ 2 mét nha. Mà xuống mình lặn đồ cho nó hoành tráng chứ hả? Lớn rồi, 6 tháng tuổi rồi. Cục vàng này con cái chút lắng rồi. Thôi thôi, bây giờ con thay em đi, con nhẹ tay với em không? Thôi biết khi nào lên được trời. Thôi thôi đi ba thổi nha. Để tí nữa để gồm ra xe có cái bơm á. Bây giờ ra hồ bơi đây. Ố cục rồi mọi người. Ôi ơi. Được không nhỉ? Được không? Nè, xuống đi bây giờ tay vô. Bà đỡ tay vô. Ở chỗ đi sâu lắm mà. Thì bà đỡ tay vô. Đó. Còn cái mét tư rồi mà con lo gì? Anh giận quá ba luôn á. Ông vui. Cầu ấy mét tư mùa à. Xuống cái hồ mét 2 sợ. Qua, cầu qua bờ hồ bên kia 20cm. Dành cho Lisa. Nhanh lên. Ba đỡ con lên. Đó, chàng này không được đâu. Chàng này nhúng cái chân xuống lên. Giữ nha. Giữ nha. Thôi. Lát quá à. Không được đâu, con không xuống hồ này được đâu. Con còn không xuống chuyến bơi nữa. Đi qua hồ bên kia đi. Nè, qua hồ kia đi. Ba ơi, đợi ba ơi, đợi ba ơi. Xuống đi. Bé bơi kìa, bé bơi kìa, chị bé bơi nè. Ready. Trời ơi. Papa, đổ hết ngực của em giờ. Anh em mình mới ăn thuốc. Sao Lisa? Thấy sao con? Xuống cái nữa nha. À, được rồi, bé chưa ngồi được, cảm ơn con nhiều. Bà ba. Nè. Lại gần mình luôn, giờ mình gần mình cũng ngủ luôn. Rồi, rồi, cho bé lên được rồi. Chơi thế thôi. Ông làm nó được. Hả? Ý, hả bà đi. Mặt này. À, dạ thay nhớ. Nó bơi chậm lắm. Hoa thượng giá đạo, công chúa Cát Tường. À, nói chung là trong lúc mà mẹ Thi đang làm công tác trọng tài căng thẳng cực khổ thì ba cha con chúng tớ đi chiêu mọi người đó, rất chiêu luôn. Một buổi chiều gọi là nhẹ nhàng tình cảm của ba Hiển với lại ba siêu quậy. Đây là siêu quậy tương lai nè mọi người. À, sau khi các bé đi bơi xong thì Hiển sẽ cho các bé về sửa soạn để ra ủng hộ mẹ Thi, ủng hộ tinh thần của mẹ Thi chấm làm sao cho thật là tốt, cũng như là hôm nay đội tuyển Đồng Nai cũng sẽ có vài bạn thi đấu nên là mình vẫn phải quay lại với những công việc là huấn luyện viên. Nói chung là khi mà mình làm những cái công việc ở gần xung quanh khu vực Sài Gòn đó, thì sẽ cố gắng mang hết toàn bộ các thành viên cho gia đình đi để đỡ nhớ mọi người, trừ khi đi châu Âu là đi những cái chuyến mà nó quá dài thôi nên là mình không đem được Lisa đi, chứ gần gần như hôm nay là tàu nè, hoặc có thể là gần xa hơn xíu là Phan Thiết, Nha Trang thì mình vẫn có thể là đem Lisa đi được, bởi vì bé cũng lớn rồi mọi người, 6 tháng rồi là lớn rồi nên là
Dạ, sẽ cho bé đi trải nghiệm cùng với lại anh chị em của bé. Và mọi người cũng thấy là đây là bé đang rất là vui ha. Ok, và như vậy mọi người cũng xem thử những cái khoảnh khắc mà trời ơi không có bình yên được đâu mọi người. Nó chiêu chiêu thôi chứ không bình yên nổi. Ok, đúng không? Chào, không nói gì được nữa rồi. Chào mọi người, bye bye. Các bọn người sẽ được nghỉ ngơi thì phải đi ăn thôi. Thì các bạn nhớ là nếu mà mình thêm một cái clip nữa thì mấy bạn nhớ coi nha. Nên là buổi này đã kết thúc cái việc này của mẹ mình rồi. Bây giờ bye bye mấy bạn nha. Mình phải thay đồ đây.